Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 6, Đảng bộ thị xã Hương Trà tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng là địa phương được tỉnh ủy chọn thực hiện đại hội điểm Đảng bộ cấp huyện và tương đương. Tham dự đại hội có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng 234 đại biểu đại diện cho gần 4.000 đảng viên của Đảng bộ thị xã Hương Trà. Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho biết, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 13, Đảng bộ quân và dân Hương Trà đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, tạo thêm thế và lực mới để xây dựng thị xã phát triển bền vững. Hầu hết các mục tiêu chương trình trọng điểm và có 19 trên 21 chỉ tiêu đề ra đạt vào vượt kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 7.250 tỷ đồng, cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng ngành khai khoáng, nên đã khai thác được lợi thế so sánh, tạo được nhiều việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Tập trung ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, duy trì độ che phủ rừng trên 60%. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp tiếp tục được sắp xếp lại. Có 48 trên 62 trường đạt chuẩn quốc gia. Các phường xã duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế, bệnh viện thị xã được xếp hạng 2 của tỉnh. Đã thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo bền vững, đã đào tạo nghề, nhất là khu vực nông thôn với hơn 1.770 người, tạo việc làm mới cho hơn 10.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động trên 400 người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%. Trong công tác xây dựng Đảng, nhiều cấp ủy đã thể hiện được năng lực chính trị của mình trong xây dựng nghị quyết, trong lãnh đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp tại địa phương, đơn vị, phát huy tính chủ động của cán bộ đảng viên, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã có nhiều giải pháp nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên ngày càng đi vào thực chất. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Đã kết nạp 720 đảng viên, đạt chỉ tiêu đề ra. 100% thôn, tổ dân phố đều có tổ chức Đảng. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hương Trà phấn đấu thực hiện hiệu quả 14 chỉ tiêu và 4 chương trình trọng điểm, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế từ 14 đến 15% một năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 55 đến 60 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng từ 13 đến 15% một năm. Bình quân kết nạp từ 80 đến 100 đảng viên một năm. Các chương trình trọng điểm là về phát triển dịch vụ du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, phát triển hạ tầng đô thị và phát triển nông nghiệp sạch chất lượng cao. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của thị xã trong nhiệm kỳ qua, cũng như chỉ ra những tồn tại như công nghiệp tăng trưởng chưa cao, sản xuất nông nghiệp manh mún, đô thị hóa chuyển biến chậm, dịch vụ chưa có khởi sắc, năng lực lãnh đạo điều hành của một số cán bộ và tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế. Bí thư khẳng định nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân thị xã phải đổi mới tư duy, huy động và sử dụng tốt các nguồn lực để xây dựng Hương Trà xứng tầm là đô thị động lực, là trung tâm dịch vụ công nghiệp quan trọng phía Bắc của tỉnh, góp phần cùng cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Trong những năm tới, cần tiếp tục xác định công nghiệp là khâu đột phá, mang chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế là tiền đề quan trọng để phát triển dịch vụ và nâng cấp đô thị, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho người dân. Cần tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, gắn với phát triển thị trường, nâng cao sức cạnh tranh. Xem đây là động lực để thúc đẩy nhanh quá trình phát triển thị xã. Tăng cường đầu tư phát triển ngành dịch vụ du lịch, trong đó chú trọng các loại hình du lịch sinh thái, tâm linh, du lịch di sản, hình thành các trung tâm thương mại có quy mô quản lý hiện đại. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quy hoạch các vùng sản xuất nông sản có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, có chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, kinh tế rừng, phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả bền vững. Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hương Trà khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ được đại hội lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Thị ủy khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 của thị xã Hương Trà gồm 21 đồng chí.